lịch nước ngoài, chúng ta gọi taxi thì chúng ta sẽ sử dụng từ ngữ như thế nào nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ gọi taxi. Đúng rồi các bạn. Đi nước ngoài chúng ta sẽ gọi taxi. Và nếu chúng ta phải gọi taxi mà không biết tiếng Anh thì chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ như thế nào? Trước tiên thì chúng ta sẽ có một cái câu. Nếu các bạn tự gọi taxi, chúng ta tự gọi nhé, tự gọi taxi, thì các bạn biết số tổng đài thì các bạn sẽ sử dụng câu như thế nào? Chúng ta sử dụng câu đơn giản như là May I book a taxi. Các bạn chỉ cần trả lời và khi đó chúng ta đọc lại nhé. May I book a taxi. Khi đó tổng đài viên có thể họ sẽ hỏi bạn đi đến đâu thì các bạn chỉ cần trả lời nơi đến, chẳng hạn như là Hotel California. Đây là cái câu chúng ta sẽ sử dụng khi chúng ta sử dụng điện thoại và chúng ta gọi tổng đài viên. May I book a taxi? Chúng ta trả lời nơi đến là Hotel California. Đây là câu đơn giản nhất thì chúng ta sử dụng để tự gọi taxi. Khi chúng ta tự gọi taxi thì đơn giản rồi. Và nếu các bạn đang ở trong khách sạn, đang ở khách sạn nha, và chúng ta nhờ lễ tân gọi taxi thì như thế nào? Các bạn sẽ sử dụng như thế này. Could you call a taxi for me? Thấy nha, đây là bạn có thể gọi taxi cho tôi không? Chúng ta có thể thêm kết thúc bằng từ please, tức là vui lòng. Chúng ta có thể nói với lễ tân hoặc là nói với anh bồi bàn nào đó. Could you call taxi for me please? Bạn vui lòng gọi chiếc taxi cho tôi. Thì như thế này chúng ta họ chả cần nói đến nơi đến thì anh bồi bàn hay cô lễ tân kia sẽ gọi taxi cho mình. Đó là trong nhiều tình huống chúng ta tự gọi thông qua điện thoại. Còn nếu các bạn đang đứng ngoài đường thấy taxi ngoắc đó cũng rất là bình thường, tuy nhiên sẽ có nhiều rủi ro khác xảy ra. Tình huống thứ ba là khi chúng ta đã lên taxi rồi mà anh taxi anh lại hỏi chúng ta nhiều thứ thì chúng ta tốt nhất là chúng ta chủ động chúng ta nói chuyện nhé. Chúng ta có thể sử dụng là could you take me to, tới cái địa điểm mà các bạn cần đến nhé. Câu này có nghĩa là vui lòng đưa tôi đến cái địa điểm cần đến, chẳng hạn như khách sạn nào đó. Could you take me to thì các bạn lên taxi rồi ha. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái câu để an toàn hơn. Chúng ta sử dụng cái câu là Do you use a meter? Câu này có nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là chúng ta hỏi anh tài xế taxi là bạn có sử dụng đồng hồ công tơ mét hay không. Đi nước ngoài thì rất là nguy hiểm các bạn. Các bạn nhìn thấy đồng hồ, tuy nhiên có thể họ sẽ tính theo cước tính nơi thực tế đó chứ không phải là đồng hồ. Giờ chúng ta hỏi câu này, họ có trả lời là yes hoặc no. Thì chúng ta sẽ nghe và biết. Yes nghĩa là có và no nghĩa là không. Vậy vậy đó là những cái câu chúng ta thường gặp khi chúng ta lên taxi. Và chúng ta chốt lại một câu nữa nè. Việc thứ tư nghĩa là khi các bạn đã đi xong rồi, đi taxi xong thì chúng ta làm gì các bạn? Tất nhiên là hỏi giá rồi. Giá taxi quan trọng nha. Chúng ta sẽ hỏi là how much is the fare, nghĩa là giá cước là bao nhiêu. How much is the fare? Họ có thể trả lời là $5, hoặc họ có thể trả lời là $5. Tiếng Anh buck cũng nghĩa là đô la các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ sử dụng tiền chúng ta trả. Sau khi trả xong thì các bạn có thể dùng từ gì? Có thể là ghi là keep the change.
keep the change, nghĩa là giữ đi tiền lẻ, chẳng hạn 5,5 đô. Các bạn trả là 6 đô thì như vậy là 0,5 đô là keep the change. Hoặc là các bạn có thể dùng gọi là here a tip, tức là các bạn bo cho người tài xế đó bao nhiêu tiền thì các bạn sẽ sử dụng là here a tip. À, như vậy chúng ta đã có xem qua và biết cách gọi taxi an toàn. À, đặc biệt là chúng ta phải hỏi câu này nha. Could you take me to địa điểm chúng ta xác nhận ha, và do you use meter, tức là bạn có sử dụng đồng hồ con tơ mét hay không. À, đây là những câu rất là lưu ý quan trọng. Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ. Cảm ơn các bạn.